Tiểu sử ba cai tù ở Anh lén lút rúc vào buồng giam, nảy sinh quan hệ dương chiếu với tù nhân. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử giang hồ người nổi tiếng. Lén chuyển điện thoại vào nhà tù, ôm hôn và thỏa mãn nhu cầu ân ái với tù nhân là những hoạt động khiến ba nữ quản giáo tại một nhà tù Anh vướng vào vòng lao lý. Chuyện lạ có thật này sẽ được PKT tiết lộ trong video ngày hôm nay. Nữ cai tù Aisyagan. Nhà tù lớn nhất nước Anh, HMP Berwyn, mới đây đã vạch trần một vụ bê bối lớn. 18 nữ cai ngục bị sa thải vì quan hệ bất chính với phạm nhân nam. Kết quả điều tra cho biết mối quan hệ thân mật bất hợp pháp này trong trại giam đã được duy trì ít nhất 5-6 năm. Những vụ việc tương tự của nữ cảnh sát và tù nhân nam đã lặp đi lặp lại, nhưng ban quản lý không bao giờ hành động và thậm chí sau này đã trở thành một quy tắc chung. Một trong những cai ngục có quan hệ thân mật với nam tù nhân là Aisyagan, 27 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý tội phạm. Trước khi trở thành cai ngục, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cặp kè với một tù nhân cực kỳ nguy hiểm. Trở lại năm 2017, ngay trước khi mở cửa nhà tù, Aisha đã được tuyển dụng thành công làm cai ngục sau khi vượt qua cuộc phỏng vấn và xác minh của ban quản lý nhà tù. Theo kế hoạch của Aisha, sau khi tích lũy được kinh nghiệm quản lý trong trại giam, cô có thể lấy đó làm bàn đạp để tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn. Tương lai có thể rất tuyệt vời cho đến khi cô gặp tù nhân Khuram Zarak. Tên này bị kết án 12 năm vì tội cướp tài sản. Khuram là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, nhưng không hiểu sao Aisha lại đem lòng yêu anh ta. Có lẽ bởi vì quản giáo cùng tù nhân thân phận khác nhau, cùng với đó lúc nào tù nhân cũng tỏ ra đáng thương và buông ra những lời nói quan tâm, khiến cho quan hệ càng thêm có chút cấm kỵ, sẽ lại càng hấp dẫn. Hai người ngày càng có quan hệ sâu hơn. Thẳng thắn mà nói, họ đã không vượt được ngưỡng thèm thuồng nên ngay trong tù họ đã phát sinh quan hệ. Kể từ đó mối quan hệ giữa hai người càng trở nên nóng bỏng hơn. Với địa vị của nữ cai tù, họ có thể nói chuyện điện thoại một cách vô tư. Trong vòng chưa đầy 5 tháng, cả hai đã có hơn 1.200 cuộc điện thoại. Báo cáo đề cập rằng cuộc trò chuyện giữa hai người chứa đầy những gợi ý ân ái dường chiếu rất rõ ràng, và những bức ảnh clip chuyện ấy được trao đổi với nhau hàng ngày. Nữ cai tù quyến rũ này thậm chí còn bí mật tuồn một chiếc quần lót cho tù nhân, khiến cho họ không còn là vị trí giữa phạm nhân và pháp luật, mà đẩy họ tách khỏi gông cùm của pháp luật và đạo đức đối với họ, đồng thời trở thành chất xúc tác cho cuộc vui hấp dẫn. Aisha đã lưu những bức ảnh hai người ôm hôn nhau vì quá đề cao mối quan hệ này và đặt chúng trong phòng ngủ của mình. Không ngờ những bức ảnh này sau đó lại trở thành bằng chứng chắc chắn để buộc tội cô. Sau khi vụ việc bại lộ, phạm nhân nam bị kết án 8 tháng tù vì tội giữ riêng điện thoại di động, đồng hồ thông minh và các thiết bị khác trong tù, trong khi cai tù Aisha bị kết án 12 tháng tù vào tháng 12 năm 2019. Thẩm phán cho rằng, chúng tôi sẽ không dung thứ cho một số ít cảnh sát tin rằng họ đứng trên luật pháp và sẽ đảm bảo rằng họ phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất cho những tội ác mà họ đã gây ra. Thanh tra, thám tử Dor Hampson từ đơn vị tội phạm có tổ chức khu vực Tây Bắc cho biết, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với nhà tù và dịch vụ quản chế của nữ hoàng Anh để giải quyết vấn đề tham nhũng trong các trại giam. Chúng tôi muốn trấn an những nhân viên trung thực, tận tụy và chăm chỉ làm việc của mình rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để chống lại những người chọn tham gia vào hoạt động tham nhũng. Các bạn đã không để mình vượt lên trên pháp luật và chúng tôi kêu gọi rằng các bạn hãy nhận thức rõ những điều đã được cảnh báo, đồng thời phải báo cáo khi thấy bất kỳ loại hành vi không phù hợp nào để chúng tôi có thể đưa ra những động thái thực thi công lý. Trước tòa, Aisha khóc rằng cô quá mê muội khi yêu tội phạm, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Trước chiều thầy, Aisha lẽ ra đã có một gia đình hạnh phúc. Cô và chồng có một con trai và chồng cô không bao giờ rời bỏ cô trong thời gian bị giam cầm trong chính nhà tù nơi cô đã có một chức vụ cao. Vào lễ Giáng sinh, chồng cô đã để lại tin nhắn cho cựu nữ cai tù người đang thi hành án 1 năm tù, đồng thời gửi cho cô một bức ảnh của con trai cô. Giáng sinh năm nay sẽ khác nhưng cả gia đình chúng ta vẫn sẽ làm những điều để cuộc sống tốt đẹp hơn. Cả nhà yêu mẹ. Cựu cai tù của ngày hôm nay đã ra tù từ lâu và bắt đầu sự nghiệp thời trang của riêng mình. Không biết liệu con đường quanh co mà cô ấy đã đi có cho phép cô ấy đối mặt với cuộc sống của chính mình một lần nữa hay không. Tuy nhiên, hãy nhìn sự vui vẻ và tích cực của cô ấy. Hoàn lương, không bao giờ muộn màng. Nữ cai tù Jennifer Gavan,
Ngoài Aisha, một cai ngục tên Jennifer Gavan cũng bị bắt vào tù vì có quan hệ thân mật với một tù nhân. Khi làm việc tại nhà tù, Gavan bị thích thú và thu hút bởi một tù nhân 25 tuổi, Alex Carson. Để luôn giữ liên lạc với anh ta, cô đã bí mật tuồn điện thoại di động của mình vào nhà tù, gửi ảnh của mình cho tù nhân nam thông qua phần mềm trò chuyện và hôn anh ta khi không có ai xung quanh. Sau khi sự việc bại lộ, sau đó cô bị đuổi việc khỏi nhà tù, Gavan đã phải ngồi tù 8 tháng. Cùng với đó, mối tình của cô gái này cũng kết thúc và chẳng còn tù nhân nam nào có thể khiến cô gái này dao động. Cô ấy nói rằng cô ấy hy vọng sẽ thoát khỏi những lỗi lầm trong quá khứ và sống một cuộc sống nghiêm túc. Nữ cai tù Emily Watson và câu chuyện đầy kịch tính. So với hai phần đầu, câu chuyện về nữ cảnh sát Emily Watson kịch tính hơn. Người tù mà Emily đem lòng yêu là John McGree, người đang bị giam giữ vì tội lái xe nguy hiểm. Sau khi vào tù, anh gặp Emily và nhanh chóng có quan hệ với cô. Nữ cai tù đã 3 lần liên tiếp đến phòng anh ta và làm chuyện giường chiếu trước mặt các tù nhân khác. Điều tra cho biết hai người có quan hệ tình cảm. Để có thể tương tác thân mật mà không cần gặp mặt, Emily đã chuẩn bị điện thoại di động tù nhân nam. Emily giấu điện thoại di động của mình trong máy chơi game PS, còn phạm nhân nam cầm chiếc túc nô vít được ngụy trang thành một cây bút. Bất cứ khi nào hai người muốn liên lạc, McGee cũng dùng túc nô vít để tháo vỏ máy chơi game và lấy điện thoại ẩn bên trong ra. Hai người đã có một số tương tác đề cập đến chuyện ấy qua điện thoại. Emily gửi ảnh tắm rửa sạch sẽ, úp lồng bàn tươm tất của mình gửi cho phạm nhân. Còn tù nhân tương tác lại và gửi hàng nóng kèm theo. Sau khi cô bị bắt, các chi tiết của cuộc điều tra đều đáng kinh ngạc. Sau khi lần lượt bị bắt giam, các cơ quan liên quan đã can thiệp vào cuộc điều tra. Các phương tiện truyền thông đánh hơi được thông tin đằng sau vụ việc cũng lần lượt đưa tin khiến vụ bê bối dần bị phanh phui. 18 nữ cai ngục quan hệ bất chính với nam phạm nhân. Đã có 18 câu chuyện tương tự như ba người họ trong vòng 6 năm qua. Nếu có một sự cố vẫn có thể được giải thích là tình cờ, thì phải có một số điều bất thường đằng sau rất nhiều sự cố tương tự. Có nhiều vấn đề lớn hơn trong nhà tù lớn nhất nước Anh. Một số báo cáo đã đề cập rằng tần suất xảy ra các vụ bê bối tại HMP Berwyn cũng có thể liên quan mật thiết đến chính hệ thống nhà tù. Nơi đây từng được giới truyền thông gọi là nhà tù tiện nghi nhất nước Anh, được mở cửa vào năm 2017 và giam giữ khoảng 2.100 tù nhân nam. Theo mục đích của HMP Berwyn, nhà tù hy vọng cải tạo tội phạm thông qua các phương pháp khác với nhà tù truyền thống. Sự khác biệt này có ý nghĩa là nhà tù hy vọng rằng các tù nhân sẽ ăn uống vui chơi hạnh phúc và cố gắng hết sức để làm cho các tù nhân hạnh phúc bên trong. Để đạt được mục tiêu này, rất nhiều tiền đã được chi cho việc xây dựng các nhà tù. Các tù nhân sẽ không bị giam trong các phòng giam truyền thống mà sẽ có buồng riêng. Mặc dù 70% người dân không thể ở trong phòng đơn và cần ở cùng phòng với bạn cùng phòng, nhưng căn phòng được sắp xếp gọn gàng và tầm nhìn từ cửa sổ khá rộng, thoạt nhìn giống như ký túc xá của trường đại học. Mỗi phòng đều được trang bị một chiếc điện thoại. Tuy không thể nhận cuộc gọi đến, nhưng chỉ cần bạn cung cấp danh sách người thân, bạn bè cho trại giam, thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể gọi cho người thân, bạn bè trong danh sách. Có vẻ như để lo lắng rằng mọi người sẽ buồn chán, nhà tù cũng đã chu đáo phân bổ một máy tính. Mặc dù không được kết nối Internet, nhưng các phạm nhân có thể truy cập một số tài liệu giáo dục, tin tức nội bộ và một số nội dung giải trí được tải xuống thông qua máy tính. Ngoài ra, tù nhân cũng có thể gửi và nhận thư điện tử, nhưng nội dung dưới sự giám sát của nhân viên. Bạn bè và gia đình có thể đính kèm ảnh vào email với một khoản phí bổ sung. Không chỉ vậy, các hoạt động như đặt bữa ăn từ nhà ăn và đặt chỗ cho các cơ sở khác nhau cũng có thể được hoàn thành thông qua máy tính. Vâng, nhà tù cũng được trang bị nhiều cơ sở vật chất khác nhau, chẳng hạn như phòng tập thể dục, sân thể thao, thư viện, khu vui chơi giải trí. Ở trên, chúng tôi đã đề cập rằng cai ngục Emily đã giấu điện thoại di động trong máy chơi game cho tù nhân McGee. Báo cáo đã đề cập rằng máy chơi game cũng là một phần của dự án nhà tù. Nhà tù thậm chí còn tính đến việc con cái của các phạm nhân có thể đến thăm, nên họ đã xây dựng một khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Các tù nhân có thể nhận tiền gửi và bưu kiện bên trong, đồng thời cho phép gia đình họ mua các loại sách khác nhau từ các nhà cung cấp mà nhà tù hợp tác. Có thể nói rằng có thể rèn luyện cả thể chất và tinh thần một cách hiệu quả. Nhưng ngay cả như vậy, các tù nhân vẫn tỏ ra không hài lòng. Một tù nhân tên Dave sau khi ra tù cho biết anh ta đã ở trong nhiều nhà tù trên cả nước.
cho rằng mặc dù chi phí xây dựng RMP Berwyn lên tới 5,9 nghìn tỷ đồng, kinh nghiệm của riêng ông ấy đó là điều tồi tệ nhất. Ông ta đề cập rằng nhiều tù nhân mắc bệnh tâm thần và tâm thần, nhưng nhà tù luôn phản ứng chậm với họ. Thậm chí ông còn chứng kiến những tù nhân bị bệnh tật dày vò đến khi qua đời. Người biết thì thấy đây là nhà tù, nhưng người không biết thì nghe những lời phàn nàn như vậy và cho rằng đây là nơi nghỉ ngơi trong viện điều dưỡng. Những người quản lý nhà tù nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bình thường, tuyên bố rằng tù nhân càng có cuộc sống bình thường bên trong thì càng dễ chuyển đổi và hòa nhập xã hội sau khi được thả. Để đạt được mục tiêu này, nhà tù cũng đã triển khai một chương trình rèn luyện sức khỏe, bao gồm các khóa học và thể thao đồng đội. Và những tù nhân có thành tích tốt và được công nhận thậm chí còn được trao chìa khóa phòng riêng của họ tại một thời điểm, cho phép họ ra vào tự do. Nhưng xét từ kết quả thực tế, RMP Berwyn cho rằng quá bình thường. Trong trường hợp vai trò và thân phận mất cân bằng, các tù nhân thậm chí có thể thoải mái nói chuyện yêu đương với quản giáo. Điểm này cũng bị chỉ trích rất nhiều. Có thành viên cho rằng việc làm đẹp trại giam thành khu nghỉ dưỡng sẽ tác động xấu đến dư luận. Sau khi hàng loạt vụ bê bối bị đưa ra ánh sáng, nhà tù cho biết họ đã tăng cường đào tạo và quản lý để đảm bảo rằng những vụ việc tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tuy nhiên, đánh giá từ phong cách quản lý của nhà tù này, có thể mất một năm để khắc phục nó. Còn các bạn có suy ngẫm gì về tiểu sử ba cai tù ở Anh, lén lút, rúc vào buồng giam, nảy sinh quan hệ giường chiếu với tù nhân? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để đội ngũ biên tập được lắng nghe. Đừng quên theo dõi Tiểu sử Giang Hồ Người Nổi Tiếng phát sóng vào 3 khung giờ, 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT.